S450 quý anh chị, quý hàng ạ. Đây là chiếc S450 phiên bản L, sản xuất năm 2022, nhập khẩu Đức nguyên chiếc về Việt Nam, mang ngoại thất màu đỏ ruby, nội thất kem, lăn bánh được có hơn 1 vạn km siêu lướt, đang được cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt bán và giao dịch đến quý anh chị quý hàng với mức giá hơn 4 tỷ đồng quý anh chị quý hàng ạ. Đó, mua chiếc này bây giờ là các bác lợi so với mua mới. Lợi so với mua mới là chừng tỷ rưỡi quý anh chị quý hàng nhá, so với lăn bánh mới. Đấy, tỷ rưỡi cho hơn 1 vạn km. Đó. Và hơn nữa thì là chiếc xe còn được nhập Đức cơ. Sau này thì nó lại nhập Thái rồi quý anh chị quý hàng các bác ạ. Đó. Đèn multi beam trang bị theo xe. Đấy, 3 giải LED định vị ban ngày ngày xưa thì bây giờ nó thay về đèn form mới. Chiếc này thay đổi hoàn toàn form dáng. Camera trong bộ 360, cảm biến quanh xe. Đấy. La răng 19 inch thiết kế mới. Xi nhan gương cam trong 360 tích hợp trên gương. Đấy. Đây có cảnh báo vượt, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù trên gương. Đây. Tay nắm cửa bây giờ là thụt thò nhá. Thụt thò rút là thẩm mỹ hơn và cái thiết kế cho khí động học tốt hơn nhá. Đây. Bản L bây giờ nó cũng được trang bị ghế thương gia ở phía sau, có đệm để bắp chân. Đó. Xe này thì đã được nâng cấp 2 màn hình gối đầu, có tablet điều khiển màn hình. Đó. Có tablet điều khiển màn hình. Bệ thì tay thì có thể nâng lên hạ xuống. Nội thất kem mình nhìn rất sang, rất đẹp và thoáng xe đúng không quý anh chị quý hàng. Đây này. Cửa sổ trời cái kép panoramic. Đấy. Đây, khu vực dưới 4 ghế trình diện đều có sấy sưởi và làm mát nhá quý anh chị quý nhà nhá. Đó. Tất nhiên rồi, rèm che chắn nắng, cửa hít, cốp điện đầy đủ. Xe này vẫn là sử dụng giảm xóc bóng hơi lưng hạ gầm. Đấy. Đèn hậu lá liễu này quý anh chị quý nhà này. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Thiết kế mới. Đấy mọi người nhìn này. Đó. Cốp thì mở điện, đóng điện. Cốp mở điện đóng điện quý anh chị quý hàng nhá. Chiếc này siêu lướt, cam kết với quý anh chị quý hàng và các bác là không lâm va ngục nước. Keo chỉ yên bẩn 100%. Cốp để đồ, khoang để đồ rất rộng đúng không ạ? Đây, tuyệt vời chưa? Đó, lipo kép. Thế chrome của nó còn mới như từ trong hãng, như từ nhà sản xuất đi ra nhá quý anh chị quý hàng nhá. Rèm che chắn nắng này, từng cái không gian vị trí nhỏ nhất để có không gian riêng tư cho ghế phía hạ sau. Đấy, đèn viền nội thất. Đấy, đèn viền nội thất. Táp ly cũng như ghế da để trang bị cái thiết kế may hình của chám rất đẹp luôn. Đấy, loa bu meter, màng loa này đẹp chưa? Thiết kế cửa gió điều hòa mới này. Cái đời S-Class mới nhá thì được nâng cấp trang bị cả túi khí đầu gối cho hàng cái phía sau này, ở lưng hai cái trước này. Đấy, an toàn cho quý anh chị quý nhà. Đấy, cực an toàn luôn. Và mọi người có thấy không, cái đời S-Class này nó thay đổi hoàn toàn form dáng cả bên trong lẫn bên ngoài, dù là cái chi tiết nhỏ nhất khác hẳn, khác biệt hoàn toàn so với lại phiên bản S-Class đời trước nhá. S-Class 223 khác hẳn với lại S-Class 22. Đó, cửa hít nha quý chị quý nhạc nhá. Quá mới và đẹp luôn. Sấy sưởi làm mát cho các ghế luôn. Đèn auto, nội thất ốp gỗ. Vô lăng thiết kế mới, thay vì màn hình liền thì bây giờ nó thành hai màn hình rời. Đấy, màn hình trung tâm thì có cảm ứng. Và giờ chúng ta nó lược bớt phím đi, chúng ta sẽ sử dụng hết cảm ứng về đấy. Cảm giác cho chúng ta một cảm giác nó tương lai, nó hiện đại. Bên dưới đấy thì có hộp để đồ cũng như là sạc không dây đầy đủ. Chiếc này thì có sạc không dây cho cả phía trước và kể cả phía sau luôn. Đấy, không vừa để cốc, sạc không dây phía dưới. Bên này hộp để đồ. Đây,
về cái khối động cơ nha quý anh chị quý nhà. Xe siêu lướt mà, có gì mà phải trình bày nhiều đâu. À cái đời này S giật hai lần là nó lên các bác ạ. Đấy, ngày xưa S là giật một lần giật lẫy. Đấy, giờ là giật hai lần lưng phát lên luôn. Đó. Đây này, đấy em giật hai lần lưng lên này. Đấy các bác thấy không? Giờ nó được bỏ đi, nó không còn cái lẫy mở cốp. Mở capo. Đấy. Chiếc này thì ốc S keo chỉ nguyên bản, máy số khung sườn nguyên zin, có hơn 1 vạn thôi ạ. Có gì đâu mà phải trình bày nhiều. Đó. Xe 3.0 máy 6 xi lanh, công suất 330 mã, có sử dụng turbo nhá. À, giá bây giờ đang để đến quý anh chị cái nhà với cái mức giá là loanh quanh 4,5 tỷ quý anh chị nhà. Đấy, tiết kiệm 1,5 tỷ so với lăn bánh mới. Chi tiết hơn nữa về chiếc xe này thì mời quý anh chị quý nhà và các bác liên hệ trực tiếp cho cửa hàng em theo số 0912669955 của anh Tuấn. Hoặc qua trực tiếp cửa hàng địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội xem lái thử và giao dịch cho chiếc xe này. Xin được cảm ơn quý chị quý hàng đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.